thì linh sam là một loại uh, cây á anh em, mình chơi bonsai khá là đẹp ha. Vừa mình chơi lá nó cũng đẹp nữa nè. Anh em coi dòng lá thì nó cũng bóng nó nhỏ 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 nó uh, đẹp ha. Nhưng mà đặc biệt cái nó có bông nó cũng đẹp luôn ha anh em. Nè. Đó anh em coi nè, cái loại này thì bông tím ha. Đó bông tím anh em nhìn nè, nhìn nó khá là đẹp luôn ha anh em. Đó thì cũng có loại bông trắng nữa ha. Bông trắng thì nó cũng không có thua kém gì đâu. Anh em coi nè. Đó nó cũng đẹp ha do cái cây này á em mới thúc đế nên cái lá nó không có được đẹp ha nhưng mà nó già nó vẫn có bông bình thường ha anh em đó bông á thì anh em coi nè đó nó đẹp lắm luôn ha cái cây này á là phôi thôi nên nó chỗ không có đồng lọt á anh em mình nuôi chừng nào mà thành phẩm ha vô cái chậu mình ép rồi đó mình kích hoa cho nó ha thì nó ra bông á nó đồng lọt anh em thì cái cây mình nó sẽ đẹp hơn ha đó thì mấy cái phôi á phôi mà dạng lùng lật này thì em cũng có luôn ha anh em. Cái này em quay nhá hàng cho anh em mình xem thôi. là mấy cái loại này sắp đế 24 giờ đều hết trơn luôn ha. Nói chung là mấy cây này Tiến chọn sắp đế từ nhỏ luôn á, từ cái nhánh chiếc đi lên á thì lộ mấy cái nhánh nào á nó đẹp á thì em chừa lại ha. Nhánh nào xấu á thì em nói chung là loại bỏ ngay từ đầu luôn á anh em. Cái này á thì nó có bông tím, bông trắng ha anh em. Đó thì cái này là bông tím nè. Đó nó có bông hết ha. Đế thì nó đều hết trơn rồi đó anh em mình khỏi lo đi tại mình em chọn lọc từ nhỏ hết trơn cho mình mà cái này bông trắng phất hồng hả anh em đó thì uh, cái video sau á thì em lên uh, sen sen vô vài cây đó tại vì hổng gà anh em mình có nói nó tới này em mới uh, có xích đế nè chưa có vệ sinh ha em vệ sinh đồ kỹ kỹ đồ này kia đi nó sạch đẹp á thì mình lên đi, cho anh em mình nó thích hơn ha mấy cái anh em coi mấy cái bên đây nè nó chỗ bông này ha bông này đó bông đẹp ha mấy cái loại đinh sam quái kia thì nó vẫn cũng có bông bình thường ha anh em mà cái kia thì nó già lắm rồi nè anh em coi bông nè đó mấy cây này đang nuôi mà bông như vậy nè đó như mấy cái dạng này nè sắp đế anh em anh em nuôi uh, về mình cắt nè đó trực lát đầu đinh hay gì đó mình nuôi lên từ từ ha cây này thì em nuôi cho khách nè anh em coi nè nhìn nó khá là phê luôn ha nè đó nhìn nó đẹp ha đó, cái cây này thì uh, anh em coi nè bắt cái cành nam dưới đây luôn ha nhìn đế nó thì anh em khỏi phải uh, khỏi phải vàng này đế đẹp ha bông thì cũng uh, cũng đẹp luôn nè anh em coi nè tinh xăm quái thì uh, số lượng vẫn còn ha anh em nè, anh em coi rồi Trời thì ơi. cái video sau thì em lên một uh, vài cái cây sắp đế đó, anh em tại hổng gà anh em mình yêu cầu uh, cũng nhiều ha thì mấy cái sắp đế em lên mấy cái dạng phôi anh em mấy cái dạng có tay cành thì uh, tạm hết rồi lên có nhiều cây anh em mình uh, chốt hết trơn rồi thì hôm nay em có giao lưu với anh em 10 cái combo nè. Đây cái combo đầu tiên ha, một cái cây linh sam dáng đổ nè anh em, nằm trong cái bình ha. Đó anh em coi nè. Cây này thì khỏi phải bàn luôn ha. À, theo em là em nhìn là em thấy nó đẹp đó. Cái này em chưa vệ sinh nè, chuyện qua tính để cho mưa nó sạch đó mà ngờ mưa nó không sạch nổi ha anh em. Đó tàn thì nó đẹp luôn, bộ ghế thì khỏi phải chơi ha, như trong cái bình luôn nè. Cái bình này không phải bị bể ha anh em. Cái bình này là cái, cái, cái thiết kế của người ta vậy đó, nhưng mà được cái mình đưa cái cây vô nó khá là ưng ý luôn ha nó khít vô luôn nè anh em coi nè đó nó phiết cái xuống nè nhưng mình đưa cái cây vô anh em coi nè nôm vô cái bình ha xét gạt luôn đó nhìn nó nói chung là cái cây nó hợp với cái bình luôn á sinh ra là một cặp luôn ha rồi thì cái combo số 1 này em xin giao lưu với anh em giá 800k em bao ship ha 800k bao ship bao gồm cái bình này luôn ha anh em cái bình này em mua đâu cũng trăm ngàn hay gì đó cũng đâu hết trăm ngàn hay giờ em mua lâu quá em cũng nhớ nữa cái này không phải nó bị uh, mớp ha cái này là cái kiểu của nó vậy ha em cái kiểu của nó nó làm gì đó cho nó bắt mắt thêm hay gì vậy rồi cái này linh sam gin ha nè mà anh em nhìn vô gãy nè đẹp ha rồi 800 k em bao ship cho anh em mình luôn ha linh sam xong uh, gin ha combo số 2 ha anh Com combo số 2 bao gồm uh, một cây mai chiếu thủy nè cây này có chậu luôn ha chuyện qua nói cắt cái chậu cắt uh, cho anh em coi mà quên ha một cái có cái chậu sẵn luôn ha cây thần chậu anh em coi nè ăn rễ kính bích trơn rồi thì cái tàn nó không đẹp tại vì nó thiếu phân ha nè vì anh em mình bỏ thêm một tí phân nữa thì nó sẽ đẹp hơn ha cây này tàn thiên nhiên đó đây một cái hồng ngọc mai nè dán đổ đổ xuống nè đó, tàn thì nó dày mo luôn rồi cây này cũng thần chậu rồi rễ nó ra nè anh em coi nè trắng này ha đó cây này quái nó đổ đổ xuống nè chơi treo nè để em cầm lên cho anh em coi cho nó dễ rồi combo số 2 này em xin giao lưu với anh em giá 480k ha, bao gồm hai cái cây, một uh, mai chữ thủy lá chung và một cái uh, hồng ngọc mai ha anh em, bao gồm hai chậu luôn ha, bao ship cho anh em mình luôn. Đó, cây mấy hai cây này thì có bông hết trơn rồi, nó già lắm rồi. Rồi, combo số 3 ha anh em, bao gồm một cái linh uh, đinh sam vô hạt, cái loại này em ghép 86 cho anh em mình nè ha. Tàn thì em vô nhôm uh, sơ sơ rồi nè. Đó, này nó có cái thẹo nhỏ đây, nói chung đinh sam mấy thẹo này quá là bình thường này tại gỗ nó không có một cái này gỗ nó cứng lắm ừ. đó, cây thì thần trong cái bầu cho anh em mình trơn ha nè, cầm nó đâu gớt cái bầu xuống đâu tàn hiểm vô sơ sơ nè vậy anh em mình nuôi lên ha đó. mấy cái cây này á chuyện qua ông khách đóng gọi em á thì nuôi trong chồng ổng nuôi có hai tháng rồi, anh em cái tàn một cái nên nó cứng ngắt luôn em có xin ổng cái tấm hình kìa để video sau em lên cho anh em mình xem cho ông nuôi mà em nhìn bất ngờ luôn nó nhanh đó anh em cái loại này thì nó khỏe rồi cái thằng sông hình này mà nó nuôi cho thằng 86 nó khỏe nữa lá nó nhỏ nuôi nó nhanh nắm tàn á rồi cây này á là một cái cây sâm hương anh em sâm hương thì sâm hương indo nè cây này cũng có đế ha quái nè anh em coi coi cái cò này nè ha trên này nó thả xuống nè đó nhìn nó khá là đẹp luôn ha anh em đó, rồi combo số 3 này em xin giao lưu với anh em 500k ha, bao gồm một cái sam chậu hạt và một cái sam hương quái ha anh em. Rồi thì uh, tiếp theo là combo số 4 ha anh em. Combo này hai chậu mini nhìn thấy cưng lắm ha. Một cái uh, cây sam uh, hương nè, anh em coi nè, sam hương vô chậu ha, nhìn nó cũng là lạ duyên duyên ha anh em. Đế nó cũng có luôn nè, đế nó nở nở ha, tàn thì ấm rồi đó này để một bàn trà thì anh em khỏi phải nói rồi nó đẹp luôn ha lá xâm hương thì có mùi thơ mùi ấy ha anh em mùi hương ha rồi này một linh sam gieo hạt kép 86 cây thì tàn ấm hết trơn rồi thần chậu đắp kêu cho anh em mình chơi ha hai cây này thì về anh em để bàn mình chơi thôi đó cái cây combo này thì hai cái này ha anh em bao gồm chậu bao gồm phí ship luôn á là 500k ha hai cái cây mini nè từng chậu rồi ha cây này thì chưa có ghiêu gì anh em mình đắp lên tí nữa cho đẹp ha cây xăm hương nè đó mini nhỏ nhỏ ha em rồi combo số năm ha em thì có một cái cây xăm trái ha nhiều anh em vô hỏi xăm trái đồ này kia thì anh em có siêu tầm được một cây xăm trái nè mã số 5 ha cây này một triệu sáu ha anh em cây này xăm trái nói chung là nó có bộ đế này thì nó bộ đế thì nó đẹp luôn nè xăm trái à, cực kỳ khá là à, khó sắp đế ha anh em cái này loại này xù ha anh em coi xù nè nó xù lên xù kính cây chân cây này thì quái để chỗ này cũng có con cọng nữa ha nè. cửa mà chưa sạch ha anh em vì anh em mình thúc mấy cái cọng ghế bự lại Chừa mấy con ghế nhỏ cho nó phát triển lên ha tay cành cắm một thì em nuôi trơn rồi bắt xương sơ sơ cho anh em bên chân rồi nè cây thì càng nói chung là nó loại này nó càng già nó càng lên xù ha anh em coi nè xù lên nè nó nó xù lên như con cốc vậy đó ha nhìn nó khá là đẹp ha tay cành thì xương rồi bắt hết trơn rồi nè về cái này mình thả thêm một thời gian nữa thì cây này nó đẹp luôn ha mã số 5 1 triệu 6 ha anh em rồi cái này cây số 6 ha Ủa mã số 6 ha một cái sam hương mini nè đó anh em coi nè cây này thì về anh em nuôi thời gian nữa thì nó đẹp lên ha em mới có cắt đẻ nè chi khắp một đồ thì em cắt giật lại hết trơn rồi đó thì đế nó cũng có sơ sơ nè đó cây này thì em cho lưu với anh em giá 480k ha Nè em ghi lộn tám ha 480 ha anh em mã số 6 480k Cây này hay gì anh em Chỉ cần cắt tỉa nó thôi là cho cái tàn nó ấm nó đẹp lên đẹp thôi ha anh em Đó giờ tỷ uh, không bán được thì em nuôi thêm thời gian nữa Đó, Em nuôi cho nó đẹp lên luôn ha Rồi 480k ha anh em Mã số 6 Bao gồm phí ship cho anh em này luôn Một xăm hương ha Xăm hương uh, mini lùng lực nè Nhỏ xíu thôi ha Đế đều nè Anh em cũng coi cũng có đế chừng, ha Đấy thì em giật lại cái cái cách, uh, giật lại mồi cho anh em mình hết rồi. Về nuôi thời gian nó mình lên chậu mình chơi thôi ha. Rồi, combo số 7 ha anh em, bao gồm một cây sam hương chân dài nè, dáng nó điệu nghệ lắm ha. Tàn thì cũng uh, vô nhôm sơ sơ cho anh em mình nắm mắt trơn rồi, chân dài ha anh em, với một cái cây uh, này bông giấy ha. Bông giấy. Đó, bông giấy nè anh em coi tàn thì cũng có rồi. Cái loại này thì có bông uh, xiên suốt luôn ha anh em. Nói chung em thấy nó 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 cũng ra uh, bông nhiều nhiều mới cũng đẹp á ghế ghế quái nè là quái từ nhỏ ha rồi này thì nói chung là bông giấy lên cây nào là mắc tiêu tiêu anh em chốt cây đó cho ha này vô chậu chưa kịp nên anh em giao lưu với anh em luôn combo số 7 bao gồm một xăm hương một uh, bông giấy ha là ba ủa bốn trăm bốn trăm ba mươi k ha anh em bốn trăm ba mươi k bao gồm phí ship cho anh em mình luôn rồi á combo số 8 ha anh em thì uh, một cây uh, linh sam gieo hạt ha cây này thì vô nhôm nè cây này anh em nhìn nè đó thấy nó cũng đều nghề lắm ha nè ghế nó quái nè đó anh em coi nè quái thì khỏi phải nói luôn rồi nó còn một khúc ghế dưới đây nữa nè đó anh em coi mặt này nó cũng đẹp ghê luôn ha tàn thì ấm hết trơn rồi vô nhôm cho anh em hết trơn rồi cây này thì về em nuôi thêm một thời gian thôi cứ cho nó ăn nắng nhiều ha thì nó sẽ đẹp ha anh em cái loại này thì khi gửi đi là cái lá nó sẽ bị vàng á anh em nên về anh em mình cứ để bình tĩnh ha Nó không có chết đâu Anh em cứ để uh, y thinh như vậy Phan hép chậu hết trơn Mình để trong chỗ nắng nhẹ đó Không cần bỏ phan gì trơn Chỉ tưới nước thôi ha Rồi thơm chừng uh, 50 bữa vậy Ra à. lại phun lá luôn ha Phun lại nó đẹp hơn nữa Phun lá lên nó thay lá mới đẹp hơn ha Nuôi uhm. anh em nuôi chừng 2 tháng là nó kính mít tàn luôn đẹp lắm Rồi cái này một uh, cây uh, bông giấy ha nè Bông giấy rễ nè rễ quái nè đó ghệ quá trồng trong chậu ha cái này thì có bông bình thường ha mấy này anh em thấy gì nó già chân linh sam này cũng già trơn có bông bình thường hả anh em rồi combo số 8 này em giao lưu với anh em 430k bao gồm phí ship cây này có chậu thì bao gồm chậu cho anh em luôn ha combo số 9 ha anh em combo số 9 hai cây sâm hương hai cây này có một cây này đế này em trẻ ra nè nó chừng nữa anh em nuôi thêm một thời gian nữa cho nó liền ha anh em là kỳ kỹ về thay đắt lại nó tốt hơn nó gì nhôm nổi xiết anh em về mình làm lại ha hai cây sâm hương cây này tông cao tàn á thì chi xương rồi em cũng ba điểm hết trơn rồi về nhưng mà anh em mình làm á trang trí đồ này kia làm ấy rồi cho nó đẹp lên ha tại này em nhiều quá em làm không kẹp không, không á anh em nên thanh lý rẻ cho anh em mình luôn về anh em mình sửa sang rồi lại cho nó đẹp lên ha đấy thì cũng có nè anh em coi cốt ha như vậy nè đó anh em nào chơi lớn nữa mua về bầu khắc ăn đây ha bầu lấy cái ngọn luôn thì ra cái cây nó lùn lực nó đẹp lắm ha anh em như cây này anh em bầu ngang đây nè nhìn nguyên cái cục phù lù luôn nó đẹp lắm ha bầu ngang đây nè đó rồi mình làm đế lại là 24 giờ luôn cho cây mình nó đẹp luôn ha nhưng mà chơi cái đó thì nó hơi lâu nhưng mà anh em nào nuôi nhá nuôi thì ra cái cây nó tác phẩm nó đẹp ha rồi combo số 9 hai cây sâm hương em xin cho lưu với anh em 250 k ha anh em 250 k bao gồm ship luôn á rồi cây này hai cây này em ship thì em gỡ bỏ cái chậu dưới đây ha cái chậu trên cho nó nhẹ đây đỡ cái chi phí ship á tại hàng thanh lý này hai cây này đâu có lời uh, gì đâu rồi combo số 10 ha anh em combo số 10 cũng là một sam hương luôn ha sam hương này có đế luôn ha lùng lực nè tàn thì cũng có sơ sơ cho trơn rồi vì anh em mình nuôi thêm cái ngọn nó thì đẹp ha cái dòng này uh, indo ha anh em đó đế thì nó đều nè vì anh em mình thúc lại như nè đó nó mấy cái rễ bự bự nè nó bự hơn anh em thúc lại từ từ mòi ra đế thì nó đều nó đẹp lên ha anh em nhìn thúc lại thì nhìn nó gọn gàng nó đẹp lắm đó này lùng lùng đã ha tàn thì chi cấm một rồi nuôi hết trơn rồi đó cây thì cũng bóng hới đẹp ha có cái thẹo này không thành vấn đề xăm hương anh em về làm sơ sơ trận tháng kéo mất tiêu rồi rồi combo số 10 này thì bao gồm một xăm hương em xin giao lưu với anh em 300k bao gồm phí ship ha đó toàn bộ hàng bên em thì đi bao gồm ship ha cây nào có chậu thì em nói với anh em là có chậu ha Chip thì em ấy bao cho anh em luôn ừ. có cái combo này thì nuôi nó đẹp ha, anh em combo này 480k nè nuôi từ từ nói chung là cây này đẹp á dưới cây xăm trái này ha nuôi cây xăm trái này chịu triệu 6 tại xăm trái khó làm đế đó, anh em nhưng mà nuôi thì nữa nó đẹp lắm